Em kính chào các bác nha, đã đến với video của em. Hôm nay giới thiệu các bác hai mẫu bếp từ của nội địa Nhật, một bức kế bếp 2 và một cái bếp 3. Đây là hàng nội địa Nhật Bản, bếp mỏng gọn nhẹ tiết kiệm điện. Thì hai bếp các bác thấy là cái bếp 3 đó là nó là sản xuất 2019, cái bếp 2 này thì sản xuất 2018. Thì hôm nay em lên video này để em sale giá mềm, giá rẻ, giá tốt, có bảo hành cho mình là 3 đến 6 tháng đó. Thì đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe, mình xem video đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Chào hàng, cảm ơn các bác. Đó. Thì đây là hai cái bếp anh đã test rồi, em bao nguyên zin bảo 100%. Giá thì bao mềm, bao rẻ, bao tốt. Chất lượng cho mình là nguyên zin 100%. Rồi vào video chi tiết chính nha. Rồi các bác ơi, cái bếp đầu tiên em muốn giới thiệu và sale cho các bác nè. Là bếp mỏng gọn nhẹ. Bếp này nó hình vuông các bác, không có chiếm diện tích nha. Và đặc biệt cái bếp này nó là phím cảm ứng xài thì rất là đã, rất là sướng. Sản xuất từ 2018, điện áp 100, công suất 1.400. Anh cho các bác coi cái thông số nó là 44. 44 như các bác thấy nha. Cái này nó vuông nhất thì nó cũng 44 rồi, 44. Xuống đây là nó là 5 phân. 5 phân, hơn 5 phân xíu, gần 6 phân đó. Gần 6 phân. Thì em test ok hết bác, em cũng đã cắm điện các bác thấy đó, giờ đặt bếp vào cho em. Thì đây nó có nút nguồn tổng nè, nhắn giữ cho em cho nó sáng đèn đó, rồi mình buông ra nó sáng đèn nè, bấm nấu nè, bật lên nè, tăng nhiệt độ nè, tăng nè, nó hẹn giờ nè. Đó là ba bếp, hai bếp đều hẹn giờ hết, rất là ok luôn. Cái bếp này em sale cho mình hơn 1 triệu một xíu rồi để cho mình xài. Thì hôm nay về thì cũng được kiểu như là mấy cái, nhưng mà có mấy cái thì nó cũng trục chặt các bác. Thì test được hai cái này ok nguyên zin thì cho lên sớm, còn hôm nào mà test được nhiều thì cũng cho lên nhiều để cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Thì hàng của em bán bác biết rồi, tốt, chất lượng em mới bán, mình cứ yên tâm, mình đặt niềm tin, mình nhận lại cái chất lượng. Bắt đầu sôi cho quá, thấy chưa, em có cái tiếng kêu từ rất là là mạnh luôn á, là khỏe luôn á, bắt từ rất là khỏe. Giảm nè, tăng nè, bây giờ em chỉnh về 1 phút sau cho nó tắt nha. Bắt đầu 1 phút sau nó sẽ tắt. Thì hai bếp đều có hẹn giờ hết, rất là tiện lợi. Kiểu như thời buổi giờ mình bắt lên đi, cái mình canh 5 phút, 7 phút, 10 phút, 15 phút gì đó, mình cứ đi làm việc thì đúng thời gian nó tắt. Nó rất là an toàn, tiết kiệm cho mình, tiết kiệm thời gian, đời công sức của mình chờ đợi này kia rồi đó. Ngon là này, em giảm lửa nó đi, em chờ cho nó tắt nha. Một tiếng báo giá, giá theo để giá tốt cho thì như em nói hơn 1 triệu một xíu thôi, bằng cái giá bếp từ đơn thôi các bác. Nhưng mà các bác được cái bếp từ đôi, cái bếp này này các bác ăn lẩu rồi cũng rất là ok luôn. Các bác đem ra các bác để bác nấu nó xong một một nè, 1 phút sau nó sẽ tắt rồi em sẽ qua cái bếp bên đây, rồi tiếp sẽ test cái bếp 3 này luôn. Cái bếp 3 này là rất là nhiều anh chị hỏi mua, rất là nhiều cô chú anh chị hỏi mua. Nó có nhiều chức năng nấu đúng không ạ, nấu chức năng chiên, rồi chức năng nấu hiển thị số, rồi đấy đã tắt rồi đó, nó đã hết thời gian nó tắt rồi, mình xài thì bắt lại thôi nè. Đó, tăng hẹn giờ tiếp tục, đó là hẹn giờ 25 phút sau luôn, 26, 27, 28 luôn đó, xong rồi lại nó tắt. Ở đây thì là cái chức năng nấu nhanh nè, đó là các bác thang bấm một cái là nó ngay cái mực cuối cùng luôn nè, như các bác thấy tắt. Còn cái chức năng là nấu hiển thị cái nhiệt độ, thì hai cái này nè là không có hẹn giờ được nha, chỉ có nút này mới hẹn giờ được thôi nè, nó đâu có hẹn giờ gì được, chỉ có nút này mới hẹn giờ được thôi. Này nấu cái nhiệt độ là 200 độ C đó, tắt cho em. Rồi mình qua cái bếp số 2 cho em nha, cái bếp số 2 cũng cũng có hẹn giờ luôn, đúng giờ cho em đó. Rồi giờ là hẹn nè, hẹn 1 phút sau nó tắt. Thì bắt đầu 1 phút sau thì nó sẽ tắt. Nói chung là em buôn bán người thật việc thật các bác, nhận hàng được kiểm tra, em bán thì có bảo hành, thì cái hàng chất lượng nguyên zin em mới dám bán, còn hàng tào lao em không dám bán đâu, tại vì còn bảo hành nữa mà. Hôm nay về cũng đâu mấy cái đó các bác, nhưng mà test được hai cái này zin ngon lành nè, còn có một vài cái trục trặc nữa, cho nên là không có lên hết. Hôm nào mà hàng về kiểu như mà nó may mắn thì 10 cái được hết 10 cái, em đăng lên cái video là nhiều cái cho các bác có nhiều sự lựa chọn.
Nó sao bột bột rồi đó. Bây giờ đi chút xíu đi nó tắt nè. Em là người thật việc thật các bác, em không có nói điêu. Mình nhận hàm được kiểm tra. Không có bán úp úp mở mở. Mua bán lần này còn lần khác nữa. Đó tắt rồi đó các bác, bây giờ tắt xong bây giờ mình muốn xài thì bấm lại thôi. Tiếp tục, hẹn giờ tiếp tục thôi nè. À, cảm ứng xài rất là đã, rất là sướng luôn nè các bác không? À, đồng nghĩa là 12 phút sau nó sẽ tắt. À, rồi tắt ngon lành rồi tắt cho em. Cái bếp này là em bán cho mình với giá là 1 triệu 300 ngàn đồng. Mua thì vui lòng cọc cho em là 300. Còn chuyển đủ là 1 triệu 300. Em bao ship. Đó, các bác nghe rõ, em bán 1 triệu 300 ngàn đồng. Đúng như với một giá sale rồi. Bằng cái giá bếp từ đơn thôi các bác. Cái bếp từ đâu vậy mà em bán có 1 triệu 3, quá rẻ. Em bảo hành cho mình 3 tháng tránh trường hợp có nhầm điện, qua mẫu cho em nha. Rồi cái bếp ba này là em đo cho mình cái kích thước. Điện áp của 100 công suất là 1.456 nha các bác, 56 như các bác thấy nè, 56. Cái này thì nó 40, 44 chứ. 45, 45, 45 nha. Thì cái bài xuống là nó 5 phân. Nó 5 phân. Đó, nó 5 phân nha. Rồi nó cũng có nút nguồn dưới đây cho em nè, nhắn giữ cho em. Đó, bắt đầu sáng là dàn đèn này. 2019 là năm sản xuất. Cái nút này nè các bác là nó hẹn giờ được nè. Nè. Còn cái nút này là không hẹn giờ được nè. Không tăng không giảm như được luôn. Cái nút này gọi là nó nóng nhanh, nóng nhanh. Nút này nè. Không tăng không giảm không hẹn không gì được luôn nè. Tắt cho em. Còn qua nút này là nút hiển thị cái thời gian, cái nhiệt độ 150 đó, là đang nấu ở nhiệt độ 200 đó, không hẹn giờ không gì được luôn nè, chỉ là giảm được và tăng được thôi. Còn nút này nóng nhanh là không giảm không tăng gì được luôn. Có cái nút này là cái nút hẹn giờ thôi nè, nấu nút này là hẹn giờ được nè. Em hẹn 1 phút sau nó tắt cho các bác coi nè. Giảm xuống đi, chờ 1 phút sau nó tắt nha. Em bán mấy cái bếp này rất rất là nhiều các bác, dành cho những đối tượng khách hàng là người ta có nhu cầu một cái bếp mỏng gọn nhẹ, dễ bưng bê, dễ lau chùi và đặc biệt nữa là tiết kiệm điện. Cái hãng là của nó là Irith Oyama nè, không, Irith Oyama, hai cái là đều là Irith Oyama hết các bác thấy không, Irith Oyama hết. Cái thương hiệu này nó rất nổi tiếng ở Nhật. Mình cảm thấy nếu cái hiệu này còn xa lạ với mình thì mình cứ search cái hiệu này lên Google hoặc YouTube, rồi cái có những cái kênh, cái trang người ta sẽ giải đáp cho mình về cái hãng này. Nó rất rất là nổi tiếng ở thị trường Nhật đó. Hàng Nhật là điện 100 nhưng mình xài 110 vẫn được, mình không xài 120 và 220 đó, hết thời gian thì nó tắt. Xài thì phải bấm lại cho em, nấu tiếp, hẹn giờ tiếp nè. Phím cảm ứng xài rất là đã, rất là sướng. Đó, ngon lành rồi, giờ mình tắt cho em đi. Đặc biệt ba bếp đều có hẹn giờ hết. Nóng hổi quá. Em hẹn 1 phút sau rồi em sẽ là tắt. Đó, ngon lành cành đào hết, em mới bán, cứ yên tâm. Cái người mà chịu trách nhiệm đầu tiên là em đây. Bán còn bảo hành, nếu mà hàng tào lao là em không có bán các bác. Nếu mà hàng tào lao gồm cái nào bảo hành nó mất thời gian công sức tiền bạc của mình nữa, rồi thành ra khách người ta mua hàng mà nó không có được cái chất lượng, người ta không tin tưởng mình nữa, mất đi một vị khách, nó thiệt hại cho người bán không. Cho nên hàng của em chất lượng đảm bảo em mới bán, các bác đừng có lo về cái vấn đề đó. Một số bác mua hàng cứ dặn đi dặn lại hàng phải tốt phải xịn, rồi hàng như thế này hàng như thế kia tôi mới mua. Dạ xin thưa, các bác không có gành hàng bằng em đâu. Những cái gì các bác nói đều thừa hết, vì em đã đảm bảo em mới đưa ra cái thị trường, đúng không? Rồi nó hết thời gian nó tắt rồi đó, xài thì bắt lại cho em, hẹn giờ tiếp tục cho em.
Phím cảm ứng xài rất là đã, rất là sướng. Giảm nè, tăng nè, tắt đi. Qua cái bếp thứ ba, thì một cái chia sẻ như thế này, thì đôi khi các bác cái bếp hai thôi mà người nhiều người người ta xài còn không hết nữa, chứ nói chi mà cái ba bếp. Mà rất là nhiều khách hàng người ta cùng quan điểm như thế này, mua cái ba bếp để cho nó sang, cho nó đẹp đó, còn người ta xài thì đôi khi người ta xài đến, đôi khi người ta xài không đến nữa các bác đó. Cái này là cái chia sẻ của rất là nhiều người, người ta cùng cái ý kiến như vậy. Người ta đã bảo á, nhìn nó rất là đẹp và rất là sang. Thì thường bếp một, bếp đơn, bếp đôi là nó là nhiều, nhưng cái bếp ba như thế này nó rất rất lợi ích, và đặc biệt cái giá trị của nó cũng rất là cao, giá trị xuất xưởng. Em buôn bán em nói rất là rành mạch, cho nếu con nghe người này nghe coi có nhu cầu để người ta mua, chứ không phải là mà để kiểu như mà nói mà nó phí các bác, cái nào cũng đúng vô cái đó hết đó. Bây giờ nó đã hết thời gian, nó tắt rồi đó, giờ mình nấu thì bật lại thôi, giảm tăng hẹn giờ rất là ok ha. Rồi bây giờ tắt cho em đi để em báo cái giá cho mình, thì các bác nghe nha, em nói đúng một giá thôi không thay đổi. Thì tắt đó, tắt hết rồi đó. Em bán cái bếp này cho mình với giá 2.700.000 đồng, được chưa? Mua hàng vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, chuyển khoản đủ 2.700.000 đồng lại bao ship. Em nói rất là rành mạch như thế này, bếp hiện tại em đang bán với giá 2.700.000 đồng, mình mua hàng cọc trước cho em 500.000, còn lại 2.200.000 đồng và tiền ship. Nếu chuyển khoản đủ cho em 2.700.000 đồng em bao ship, hàng em bán ra bảo hành cho các bác là 6 tháng, xài được đúng điện cho em 100 và 110, em không bảo hành khi các bác cắm nhầm điện. Thì nếu bác nào chưa có đổi nguồn điện, em đang bán đổi nguồn điện 2.000W giá 550.000 đồng, đổi nguồn điện 3.000W em bán với giá 700.000. Thì kết thúc video, hẹn gặp lại. Ân bếp nào chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em. Chân thành cảm ơn. Cảm ơn các bác.